Đường trần chông gai, mẹ dìu con qua bến mê u tối, mẹ dẫn lối con về. Canh khuya, mẹ tỉ tê dạy dỗ, mẹ tập con vượt suối băng rừng. Ôi tình mẹ thâm sâu, ôi tình mẹ chứa chan, lòng con nhớ mãi không quên. Sáng ngày hôm nay được thành tựu viên mãn, một lần nữa chúng con cung thỉnh trên Hòa Thượng Giảng Sư sẽ khởi niệm niệm danh hiệu của Đức Bổn Sư ba lần. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng khởi niệm và các bạn sẽ niệm theo. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng an tọa. Các bạn trẻ chúng ta chia giãn đều ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên chúng con thay lời cho ban tổ chức khóa tu xin được trân trọng giới thiệu đến Hòa Thượng Giảng Sư. Hiện tại Hòa Thượng đang ở tại Pháp Đường 1 và còn tới Pháp Đường 2, Pháp Đường 3, Pháp Đường 4, Pháp Đường 5. Và tại Giảng Đường Chính hiện tại có rất nhiều các bạn khoa sinh, khoảng gần 3.000 các bạn khoa sinh đang hướng tâm về Hòa Thượng để nghe
những thời pháp thoại cao quý tốt đẹp mà sáng nay Hòa Thượng sẽ truyền trao cho các bạn trẻ. Và thứ nữa, thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đến các bạn trẻ sự hiện diện trên pháp tòa sáng ngày hôm nay, vị chủ tọa trong thời pháp thí tốt đẹp thanh cao sáng ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu đến các bạn, đó là Hòa Thượng Thích Minh Thành, trưởng ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Cần Thơ. Hiện Hòa Thượng đang trụ trì chùa Biểu Liên, thành phố Cần Thơ. Xin các bạn hãy dành cho Hòa Thượng một tràng vỗ tay đi ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đài Chứng Minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch trên chư vị tiền hiền Khai Sơn Tạo Tự Tổ Sư Tác Đại Chứng Minh, và kính bạch trên Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè cho tất cả các khóa sinh tại đây. Và kính thưa toàn thể chư Tôn Đức Tăng cùng các con, những đứa con đã lìa xa gia đình trong khoảng 7 ngày đến cái môi trường Hoằng Pháp để hoàn thiện bản thân mình. Toàn thể ở đây là trên 3.000 khóa sinh. Những đứa mà dám chấp nhận đi vào cái môi trường sống như thế này, vui thì cũng có vui, nhưng mà cực thì cũng có cực, phải không các con? Nhưng mà cái điều quan trọng không phải chúng ta trở thành một người tốt đâu, hay là trở thành một người siêu đẳng, hay là trở thành một cái gì đó, không phải. Mà chúng ta bước chân vào trong môi trường Hoằng Pháp để chúng ta tự hoàn thiện với chính mình. Tất cả những cái gì mà mình chưa hoàn thiện ở ngoài, hôm nay chúng ta vào trong môi trường Hoằng Pháp để chúng ta tự điều chỉnh lấy chúng ta. Các con xem thử coi, khi các con còn ở nhà, các con đã hư chỗ nào? Chúng con chưa tốt chỗ nào? Chúng con còn mất mát chỗ nào? Thì vào trong cái môi trường Hoằng Pháp này, thời gian nó không có cho phép các con chậm chạp đâu các con à. Cho nên vô trong đây các con phải tận dụng cái thời gian của Phật. Con tận dụng từng phút từng giây để các con tự hoàn thiện lấy chính bản thân mình. Cái mà tụi con bị hư nhiều nhất, cái mà tụi con còn thiếu sót nhiều nhất, cái mà tụi con còn thiếu nợ nhiều nhất, đến bây giờ chắc tụi con chưa biết. Cái mà tụi con còn thiếu nợ nhiều nhất là còn thiếu nợ cha và mẹ của tụi con một nụ cười. Tụi con còn thiếu nợ cha và mẹ của tụi con một lời xin lỗi. Tụi con còn thiếu nợ cha mẹ của tụi con một lời nói yêu thương. Cho nên tất cả chúng ta ngồi trong đây, nói riêng, toàn thế giới nói chung, tất cả những đứa con đều thiếu nợ cha mẹ mình như thế đó. Ở trong đây tụi con có công nhận rằng con còn thiếu nợ ba mẹ của tụi con một tiếng xin lỗi, thiếu nợ ba mẹ tụi con một lời nói yêu thương, thiếu nợ ba mẹ tụi con một nụ cười hay không? Cho nên tất cả chúng ta còn thiếu nợ. Cái điều thứ hai nữa là chúng ta còn bị hư. Chúng ta hư con mắt nè, chúng ta hư cái miệng nè, chúng ta hư cái suy nghĩ nè, chúng ta hư trong trái tim nè, chúng ta hư toàn thân của chúng ta. Chúng ta hư con mắt bởi vì chúng ta chưa bao giờ chúng ta quan tâm, chúng ta nhìn cha và nhìn mẹ của mình. Ông trời cho chúng ta có một đôi mắt đẹp để cho chúng ta biết quan sát, biết nhìn. Mà nhìn cái gì quý tụi con? Nhìn cha mình, nhìn mẹ mình. Có cha mình ngủ ngon hay mẹ mình có ngủ ngon hay không? Có cha mình có khỏe, mẹ mình có khỏe hay không? Có cha mình làm việc có cực khổ hay không? Mẹ mình làm việc có đổ mồ hôi,
có mệt mỏi nhiều hay không. Tụi con quên nhìn cha và nhìn mẹ điều đó, cho nên tụi con bị hư con mắt, tụi con hư cái miệng, là tụi con chưa bao giờ hỏi thăm mẹ ơi mẹ ăn cơm chưa, bố ơi bố có no bụng không, bữa nay bố như thế nào, bữa nay bố như thế kia, tụi con chưa. Thậm chí có rất ít đứa nó quan tâm, cho nên cái miệng của tụi con đã bị hư. Bộ não của tụi con cũng bị hư, bởi vì tụi con suy nghĩ về bạn bè, suy nghĩ về chuyện bên ngoài, suy nghĩ về chuyện chơi đùa, giải trí thì tụi con suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng mà cái đầu này con để cho cha con ngồi trong đây, để mẹ con ngồi trong đây, trong cái đầu của chúng ta lại thiếu vắng bóng hình cha và mẹ. Cái đầu bị hư các con à. Trái tim của tụi con cũng bị hư. Thầy nói cho tụi con nghe, trái tim của mình chính là cái điện thoại liên lạc tình cảm của gia đình. Trái tim của chúng ta là một cái điện thoại di động được đặt trong lòng ngực để liên lạc, để kết nối yêu thương với gia đình. Nhưng mà trái tim của tụi con bị hư, điện thoại của tụi con nó chai pin rồi, nó không còn kết nối yêu thương, nó không còn bắt sóng được nữa. Cho nên tụi con, trái tim này không cùng một nhịp đập với trái tim của cha và trái tim của mẹ. Trái tim con bị hư luôn. Toàn thân của con cũng bị hư. 84.000 lỗ chân lông của mình hướng ngoại, 84.000 lỗ chân lông của chúng ta, toàn thân của chúng ta từ trên đỉnh đầu xuống tới gót chân, chúng ta chưa bao giờ để ý đến cha và mẹ. Cha và mẹ, thí dụ tụi con đang ngồi chơi đó, cha và mẹ có sai mình làm một cái việc gì đó thì toàn thân của tụi con rung động liền. Nó rung động ở bên ngoài, rồi nó kết hợp với bên trong, nó cảm giác nó bực bội, thí dụ vậy. Trong chùa Hoằng Pháp này nè, có đứa nào mặt lớn mặt nhỏ không? Có không? Mặt lớn mặt nhỏ có nghĩa là khi cha mẹ mình sai mình làm cái gì đó, cái mặt mình chù ủ xuống gì đó, là mặt lớn mặt nhỏ đó, không chịu làm, dậm chân gì đó, rồi không chịu đi, ví dụ vậy. Tất cả những cái đó là những cái tuy nó nhỏ nhặt nhất nhưng mà tụi con không sửa, thì sau này tụi con trưởng thành rồi, tụi con sẽ đánh mất đi tất cả giá trị làm người của tụi con. Ông vua không có hiếu với cha mẹ, ông vua sẽ mất ngai vàng. Ông quan không có hiếu với cha mẹ, ông quan sẽ mất chức vợ tù. Ông thầy giáo mà không có hiếu với cha mẹ thì không xứng đáng là bậc mô phạm của con người. Một đứa trẻ mà bất hiếu với cha mẹ mãi mãi không lớn thành người được. Một Phật tử mà bất hiếu với cha mẹ không bao giờ đi về Phật được. Cho nên thầy mong rằng tụi con ngồi trong đây, hơn 3.000 khóa sinh, chùa Hoằng Pháp sẽ là ao thất bảo, còn 3.000 khóa sinh của chúng ta sẽ là 3.000 đóa hoa sen đang rộ nở. Tụi con đồng ý hôm nay chúng ta là hoa sen không? Hãy là những đóa hoa sen đi các con à. Hoa sen nó tuyệt vời lắm, để dành dân cúng Phật. Cho nên thầy mong rằng tụi con là những đóa hoa sen để cúng dường cho Phật, mà là Phật cha và Phật mẹ của mình, hiểu không? Cho nên cái đề tài của buổi sáng hôm nay, thầy muốn gửi đến tụi con đề tài được mang tên là Trăng Thu Ai Nỡ Lãng Quên. Thật sự ra đó, cha và mẹ của mình không có mùa nào hết các con à. Không có mùa nào hết. Mà quả chăng đó, nếu mà gọi là mùa của cha mẹ đó các con, là hai mùa mưa nắng, các con hiểu không? Cha mẹ mình không phải là mùa xuân, không phải là mùa hạ, không phải là mùa thu, không phải là mùa đông, không phải là mùa nào cả. Nhưng mà nếu chọn cái mùa để mà nói về cha và mẹ, thì các con ơi, cha và mẹ của mình là hai mùa mưa nắng. Nhưng mà tại vì sao nhắc tới mùa thu là chúng ta lại nhớ đến cha và mẹ? Bởi vì sao con biết không? Mùa xuân đẹp quá, cha mẹ mình không có phước phần để hưởng đâu. Bởi vì tụi con chưa cho cha mẹ tụi con một nụ cười nào hết mà. Cha mẹ sanh ra con khổ, nuôi con khổ, rồi con lớn lên dựng vợ gả chồng, cha mẹ khổ. Còn nó sinh con đẻ cái, cha mẹ khổ. Khi nó lớn lên rồi, nó ngoảnh mặt quay lưng, nó không thèm nhìn cha nhìn mẹ, cha mẹ già khổ.
Cho nên mùa xuân cha mẹ mình không có phước phần. Còn mùa hè kết quả, tức là khi mùa xuân nó ra qua, mùa hè kết trái, cha mẹ mình khó kết trái lắm các con à. Bây giờ nuôi tụi con nè, mong một ngày nào nó già để nó nuôi lại mình chưa chắc đâu. Khi còn nhỏ cha mẹ nuôi tụi con, săn sóc tụi con cứ bằng là săn sóc hết mình, lo lắng hết mình. Tụi con bệnh, con gái như công chúa gì đó, con trai như hoàng tử, cha và mẹ của mình như là đầy tớ gì đó các con à. Tụi con lúc đó còn nhỏ, tụi con chỉ biết nhắm mắt, rồi tụi con nhõng nhẽo, tụi con nũng nịu, tụi con đòi thôi. Tụi con không hiểu được nỗi khổ của cha và mẹ. Khi một đứa bé con gái, đứa bé con trai nó bệnh, nó giật mình, nó trở giấc, nó đói bụng, nó nói ba ơi con muốn ăn bánh bao. Trời ngoài đang mưa, cha mình vội vã dẫn chiếc xe đạp ra cửa, khoác lên trên vai một cái mảnh ni lông, đội vội trên đầu một cái nón rơm, đạp cọc cạch cọc cạch cọc cạch giữa trời mưa đêm, gõ từng quán để mua cho bằng được cái bánh bao về cho hoàng tử và công chúa ăn. Nhưng mà khi cha mẹ mình bị bệnh rồi đó các con trai nó nói bà là con gái, bà tắm cho bà đi, tôi không có tắm. Đứa con gái nó nói vợ chồng mày nó lấy cái nhà của bà thì kêu vợ mày tắm cho bà đi, chứ tao không có tắm, tao đâu có hưởng gia tài đâu. Các con ơi, đến khi cha mẹ mình già rồi, mình nuôi lại cha mẹ của mình hằng học dùng một cái từ để mà mình chỉ cho những đứa con đó là gì quý tụi con biết không? Tàn nhẫn. Dùng một từ để chỉ cho những đứa con đó, đó là sự tàn nhẫn. Cho nên tụi con ngồi trong đây, tụi con sung sướng quá. Cha mẹ ở nhà luôn luôn lúc nào cũng phóng tất cả những tần số đến với tụi con, một tần số yêu thương. Nhưng mà có đôi khi tụi con ngồi trong đây, tụi con coi chừng nha, cái khoảng thời gian trong đây cha mẹ mình kết nối yêu thương một cách đều đặn, còn tụi con ngồi trong đây, tụi con chưa bao giờ phát tín hiệu yêu thương về cha mẹ. Quả quằn lắm, tối rồi, nằm ngủ, bất chợt nhớ đến cha, nhớ đến mẹ, quả quằn lắm. Chứ còn ban ngày tụi con lo cải thiện đời sống của mình, lo vui chơi, lo sinh hoạt, lo đủ điều, có bạn bè đầy đủ hết, thì cái từ lãng quên nó lại nổi lên trong ta. Cho nên cái đề tài trăng thu ai nỡ lãng quên, sở dĩ mà thầy dùng cái từ trăng thu bởi vì không phải là cái mùa thu là mùa của cha mẹ, nhưng mà tại vì mùa thu thật sự ra nó buồn lắm. Mùa hạ là mùa kết trái, được cái quả yêu thương của tụi con cha mẹ đâu có nhận được đâu. Cho nên cha mẹ mình cũng không có phước phần để nhận vào cái kết quả của mùa hè. Ở đây, tại sao có khóa tu mùa hè? Cho tụi con ngồi trong đây, tại vì mùa xuân tụi con ở nhà, tụi con đã ra qua rồi. Cho nên mùa hè tụi con vào trong hoằng pháp để tụi con kết trái. Thầy mong rằng đó ngày mai tụi con đi về nhà, tất cả mỗi đứa tụi con là những hoa trái yêu thương, hiểu không tụi con? Đừng có những cái trái mà nó méo mó, đừng có những cái trái mà nó bị sâu, nó đục ở trong đó, đừng có những cái trái mà nó chua lè. Ngày mai mình đi về rồi, mình bước vào trong nhà, thưa mẹ, thưa ba, con đi hoằng pháp mới về, nở một nụ cười, hoa quả ngọt ngào yêu thương, cúng dường cho cha mẹ mình liền. Tụi con ngồi trong hoằng pháp, tụi con là hoa sen, tụi con trở về nhà, tụi con là trái ngọt yêu thương. Có như vậy thì tụi con đến hoằng pháp không có uổng phí gì cả các con à. Cho nên cho cha mẹ mình là mùa thu, lý do mùa thu là mùa buồn nhất trong năm. Mùa thu là mùa lá rụng các con à. Cha mẹ mình đó, mỗi một ngày đi qua thì tụi con lớn lên thêm một chút. Nhưng mà mỗi một ngày đi qua, cha mẹ của mình rụng đi một chiếc lá. Mỗi mùa xuân qua, mẹ tôi già thêm một tuổi, con có thuộc bài đó không? Mỗi mùa xuân đến, ngày tôi xa mẹ càng gần. Cho nên sở dĩ chọn mùa thu là mùa của cha mẹ, bởi vì con dần lớn bên đời, cha mẹ dần xuống. Cho nên tụi con ơi, mỗi một năm tụi con tăng thêm một tuổi, cha mẹ của mình mỗi một năm mất đi một tuổi, giống như là chiếc lá vàng rơi của mùa thu ảm đạm đó các con.
Hiểu chưa? Cho nên mới chọn mùa thu là mùa của cha mẹ. Vậy đó mà tụi con không có nhớ tới mùa thu một chút nào hết. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày mẹ thức đủ dừa năm. Các con ơi, mùa thu là mùa buồn lắm. Cho nên mùa thu mẹ ru con ngủ, tại vì mẹ thấy là mẹ chỉ xứng đáng với mùa thu thôi. Bởi vì nó buồn nhất, nó ảm đạm nhất. Màu tím thu xưa ẩn đỏ có một góc trời. Cho nên mùa thu là mùa của cha mẹ là như vậy đó. Bởi vì cha mẹ là chấp nhận hy sinh, nhường cho con nụ cười để cha mẹ cái bằng là âm thầm trong tiếng khóc. Thầy kể cho tụi con nghe một câu chuyện này. Nhường cho con một nụ cười để cha mẹ âm thầm trong tiếng khóc. Mẹ nó quét rác ở dọc đường, làm công nhân quét rác mà con. Đi học về nó nói con muốn mua cái áo dài. Má nó nói tao đâu có tiền, nói theo cái kiểu người dân quê, làm sao mà mua. Mày cứ đòi hỏi hoài cái áo cũ mặc đi được rồi. Rồi con bé ngồi khóc. Tiếng chuông chùa ngân nga là tiếng ru im điềm của mẹ đó các con à. Xin một phút giữa trưa hè nắng nóng, mẹ bồng con nhịp võng tiếng ầu ơ, tai nồng nàn mẹ ru giấc trẻ thơ, con mỉm miệng qua giấc mơ tình mẹ. Tụi con ơi, hãy mua một chiếc vé đi trở về tuổi thơ của mình hồi nhỏ đi tụi con à. Bây giờ tụi con hơi lớn rồi, tụi con không bao giờ nhớ được một cái lời nói âm thầm khi mẹ ôm tụi con vào trong lòng. Tụi con quên hết rồi. Mẹ tụi con nói một câu như thế này nè: mai con lớn, mẹ đã già, bàn tay đó có còn cho mẹ nắm. Con có biết không, mẹ thương con nhiều lắm. Khi con cười, dù đang khóc, mẹ cũng vui. Mai con lớn, con còn có ngủ vùi, như hiện tại giờ đây con đang hồn nhiên bên mẹ. Mai con lớn, đường trần muôn lối rẽ, dù rẽ lối nào, mẹ cũng ở mãi bên con. Đó là lời nói ngày xưa đó các con à. Nhưng mà bây giờ đa số tụi con đã quên câu nói đó. Câu nói đó mẹ con không nói cái lúc mà tụi con đang lớn như thế này, mà tụi con hồn nhiên 2-3 tuổi chập chững chạy tới chạy lui rồi ngã vùi vào lòng mẹ. Mẹ thương lắm nhưng mà mẹ lo lắm, ôm con mình rồi lo mai con lớn thì mẹ đã già, rồi bàn tay đó có còn cho mẹ nắm. Bây giờ tụi con lớn lên rồi, nhiều khi mẹ nắm tay con giật lại không cho mẹ nắm. Kỳ lắm. Khi con còn nhỏ để con từ xa thì con chạy lại sát bên mẹ mình, để nó đằng xa cái nó chạy gần lên mẹ mình. Nhưng mà khi con lớn rồi, mẹ muốn kéo con đến gần mẹ một chút thì con lại đẩy mẹ con đi xa hơn. Đó là một quy luật tỷ lệ nghịch của cuộc đời này đó các con à. Cho nên tụi con ơi, nhất là con gái ngồi trong đây, mỗi lần tụi con chải tóc, tụi con thấy mái tóc của tụi con nó dài, thước tha, đen, mượt mà. Con đi ra đường người ta khen con nhỏ này con của ai mà tóc nó đẹp quá, tóc nó mượt mà quá. Tụi con ngẩng cao đầu, tụi con có thể nói là hiên ngang mà đi với lời khen đó. Nhưng mà tụi con có biết ai cho mình mái tóc đó hay không? Mẹ đã cho mình mái tóc đen quyền đó, để rồi cuộc đời của mẹ đổi thành những sợi tóc màu mây trắng các con à. Con còn thiếu nợ mẹ con một câu: mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Thầy mong rằng tụi con sau cái khóa mà khóa tu mùa hè này, con gái hãy chạy về bên mẹ của mình. Có thể nói chiều nay, có thể nói chiều mai, mẹ đến mẹ đón, ôm mẹ liền đi các con à. Ôm đi để không còn kịp, để không còn có ngày để mà mình được ôm mẹ mình vào lòng. Ôm sau lưng mẹ và nói rằng: mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Nói đi một lần đi các con à. Con gái hãy nói đi nghe, đừng có bỏ qua, đừng có mắc cỡ, đừng có thẹn thùng gì nữa cả. Hãy nói đi. Đừng có như cái cô mà ôm sắp vải trắng, con không cần đâu. Con muốn nói một câu rất ngắn rằng: mẹ ơi, con rất thương mẹ. Con chưa kịp nói, mẹ đã qua đời.
Phải không? Lúc bây giờ con có ngước mặt giữa trời, con có kêu khàn cổ họng đi chăng nữa thì úp mặt vào tai, nước mắt tràn vào lòng những tiếng nghẹn bi thương. Lúc bây giờ đâu còn cái gì để mà níu kéo được đâu các con à. Con trai cũng vậy. Mình có một thân hình đẹp, người ta khen thằng này con của ai mà nó đẹp trai, nó khôi ngô, nó tuấn tú quá vậy ta. Ngưỡng ngẩn cao đầu lên mà đi bên lời khen của mọi người. Nhưng mà chúng ta lại quên rằng, bố ơi, con cảm ơn bố đã cho con mảnh hình hài nguyên vẹn này. Con trai, ngày mai cũng vậy, ôm mẹ cũng được, ôm bố cũng được, và nói rằng, bố ơi, con cảm ơn bố. Bố ơi, con xin lỗi bố, và bố ơi, con yêu bố nhiều lắm bố ơi. Hãy nói một lần đi các con à. Cuộc đời nó không chờ đợi chúng ta, thời gian nó không chờ đợi chúng ta, và tất cả những cái cơ hội và may mắn không chờ đợi chúng ta đâu. Hãy cố gắng đi các con. Cho nên cha và mẹ sở dĩ mà nó tuyệt vời như vậy, bởi vì không có cha, không có mẹ, không có cuộc đời này các con à. Sau này nếu có người nào hỏi tất cả những đứa con trong hoằng pháp sáng hôm nay, Đức Phật nào xuất hiện đầu tiên trên thế gian này, tụi con cứ mạnh mẽ khẳng định một cách kêu bằng là kêu bằng khẳng định một cách tuyệt vời nhất. Đức Phật nào xuất hiện đầu tiên trên thế gian này, tụi con sẵn sàng trả lời cha và mẹ là hai ông Phật xuất hiện đầu tiên trên thế gian này. Bởi vì nếu không có Phật cha và Phật mẹ thì các con ơi, không có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đúng không? Không có Phật cha và Phật mẹ thì làm gì có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên thầy mong rằng các con ơi, cha và mẹ là hai Đức Phật xuất hiện đầu tiên trên thế gian này đó các con à. Gặp thời không có Phật, cha mẹ mình chính là Phật. Vậy đó mà tất cả các con chưa bao giờ thấy cái mặt của cha mình giống Phật, thấy cái mặt của mẹ mình giống Phật. Bởi vì sao vậy? Không phải là cha mình không giống Phật, không phải là mẹ mình không giống Phật, mà con mắt của mình mất đi chất Phật. Hiểu chưa? Con mắt của mình nếu mà nó đẹp, nó nhìn thấy tất cả mọi người đều đẹp. Con mắt mình mà nó xấu, nó nhìn thấy ai cũng xấu hết. Con mắt của mình là Phật, mình nhìn thấy ai cũng giống Phật hết. Con mắt của mình có chất quỷ ở trong, mình nhìn thấy ai cũng giống quỷ luôn. Hiểu không? Mình gặp người ta mà mình nói con nhỏ này cái mặt nó xấu quá là con mắt của mình xấu quá. Mình nói con nhỏ này là con quỷ thì con mắt của mình nó có chất quỷ ở trong đó. Các con ơi, con mắt của mình có chất gì thì mình sẽ nhìn ra chất đó. Thầy nói ví dụ mình đeo cặp kính màu xanh, thấy thế giới này màu xanh, đeo cặp kính màu đỏ, thấy thế giới này màu đỏ thôi. Con đeo cặp kính màu ma thì con thấy ai cũng giống con ma hết đó, hiểu chưa? Cho nên tụi con, thầy mong rằng tất cả các khóa sinh của chúng ta, sau khi mà chúng ta trở về nhà rồi, con mắt này phải có chất của hoa sen, hiểu không? Chứ đừng có bông súng không, không được. Phải có hoa sen đi các con, để nhìn cha nhìn mẹ mình đều là Phật hết. Cha là Phật giữa đồng trưa, mẹ là Phật giữa nắng mưa tảo tần, cha là Phật giữa đường trần, mẹ là Phật giữa dạng lần ngược xuôi. Đâu có ông Phật nào mà kỳ như vậy, phải không các con? Ông Phật nào cũng ngồi trong chánh điện, ông Phật nào cũng đẹp, ông Phật nào cũng được mọi người dâng hương, dâng hoa, dâng quả cúng dường. Còn Phật cha và Phật mẹ của mình hơi kỳ đó các con à. Không có ngồi trên tòa sen, không có phóng hào quang, đi chân trần vậy đó các con. Đâu có ông Phật nào mà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Đâu có ông Phật nào mà đi giữa đồng trưa lưới sau lưng con trâu để mà cài bừa, cày sâu cuốc bẩm. Đâu có ông Phật nào mà mồ hôi, mồ kê, nhễ nhãi. Đâu có ông Phật nào đạp xích lô, chạy xe ráp. Đâu có ông Phật nào mà quét đường lộ về khuya khi mọi người yên giấc ngủ. Đâu có ông Phật nào đi khuân giác, đâu có ông Phật nào làm thợ hồ, đâu có ông Phật nào mà làm tất cả mọi điều trên cuộc đời này buông gánh bán bưng đâu. Chỉ có Phật cha và Phật mẹ của mình mới làm tất cả những điều đó. Nhưng mà thầy xin nói với tụi con hiểu rõ một điều,
tụi con đi vô chùa Hoằng Pháp, tụi con đi ngang chánh điện, tụi con cúi đầu, tụi con đi thiệt là nhẹ sợ tội, tụi con nói thiệt là nhỏ sợ tội, nhưng mà Phật cha và Phật mẹ mình ngồi ở nhà, tụi con có cúi đầu đi ngang qua hay không, tụi con có đi nhẹ nhẹ trước mặt cha mẹ mình hay không, tụi con có nói tiếng nhỏ nhỏ khi trả lời với mẹ và cha của mình hay không. Cái thiếu sót lớn lao nhất của tụi con là như thế đó, mà nó sẽ trở thành tội đồ thiên cổ. Ông Phật bằng xi măng, tụi con cúi đầu đi ngang qua, không dám nói chuyện lớn. Nhưng mà ông Phật cho mình nằm trong bụng 9 tháng 10 ngày, ông Phật cứ bằng là dạy cho chúng ta bằng những âm thanh bập bẹ vỡ lòng, dìu cho chúng ta bằng những bước đầu tiên chập chững. Ông Phật mà sát cánh bên ta 3 năm cho chúng ta uống bầu sữa ngọt ngào, có thể nói rằng là săn sóc cho chúng ta từng miếng cơm manh áo. Thế mà chúng ta đâu bao giờ cúi đầu đi ngang qua, đâu có nói nhỏ nhỏ, đâu có đi nhẹ nhẹ đâu các con. Tụi con sẵn sàng ngày rằm mùng 1, tụi con mua một bình hoa thiệt đẹp, mua một dĩa trái cây thật ngon, dâng lên cúng dường cho Đức Phật. Nhưng mà tụi con ơi, hai ông Phật ở nhà, tụi con có cúng dường một dĩa trái cây, một bình hoa nào hay không? Có không? Mô Phật, tụi con quên mất tiêu rồi. Thầy nói cho tụi con nghe, ông Phật ngồi trên chánh điện, con cúng nhiều bông, con cúng nhiều trái được, nhưng mà Phật cha và Phật mẹ của mình chỉ cần tụi con cúng có một hoa và một quả mà thôi, không cần nhiều đâu. Phật cha và Phật mẹ của mình chỉ cần những đứa con cúng dường cho mình một đóa hoa yêu thương và một trái tim luôn tưởng nhớ, hiểu chưa? Hoa thương và trái nhớ là đủ rồi các con à. Vậy mà tụi con không còn cho hà tiện gì mà hà tiện quá xá luôn. Có không? Có khi nào tụi con cúng dường cái hoa yêu thương và cái quả tim luôn tưởng nhớ cho cha mẹ tụi con không? Không bao giờ có các con à. Tụi con cứ quên hoài. Thôi đi nghe, thời gian không còn chờ đợi và không còn chấp nhận tụi con nữa đâu. Nếu mà tụi con cứ như thế này mãi thì hồi nãy thầy nói rồi, một ông vua mà bất hiếu thì ông vua mất ngai vàng đó. Còn nhờ cỡ tụi con tuổi trẻ như thế này mà không có hiếu thì mãi mãi không xứng đáng làm người rồi các con à. Tụi con đánh mất cái cơ hội ngàn vàng đó. Cho nên cha mẹ là cái gì? Cha mẹ là một vị thần mang chúng ta từ cái chỗ không đi trở về nơi có. Hồi xưa tụi con đâu có chỗ này, không có bóng dáng tụi con trên đây. Nhưng cha và mẹ là những vị thần mang tụi con từ cái chỗ không đi trở về nơi có. Cha và mẹ là một gia sản ngàn đời. Cha và mẹ là một cái gì đó kỳ lạ nhất, giận rồi lại mau quên. Cha và mẹ là một cái gì kỳ lạ nhất, cho mà không cần trả lại. Cha và mẹ là những cái đó đó các con à. Thấy không? Cho mà không cần trả lại. Nuôi nó đại đi rồi lớn lên kệ. Hai ông bà già, một ông già thì mù, bà già cầm cái gậy cho ông già nắm cái đuôi cái gậy. Ông già cầm sắp vé số, bà già cầm cái gậy cho ông già, giống như dẫn đường cho ông già đi. Bà già rao, ai mua vé số không? Đi dài 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 vậy đó. Lúc đó thầy đi lên Tây Ninh đi giảng, ghé vô trạm cây xăng đổ xăng, thấy hai ông bà đi ghé vô cây xăng ngồi nghỉ. Thầy lại thầy nói, trời trời, sao mà mấy đứa nhỏ nó không nuôi, sao mà hai cụ đi bán vé số mà ông cụ lớn tuổi, con mắt bị bệnh, bị mù lò như vậy mà sao không có đứa nào nuôi sao? Hai ông bà mới trả lời thiệt. Có thầy ơi, tôi tới nhà của thằng hai. Hai vợ chồng nó ngày đầu tiên thì không sao hết. Tới ngày thứ hai, thứ ba, con vợ nó cứ đánh con nó, đánh chó, đánh mèo. Con nó mới có 2 tuổi ha. Mà nó đánh, rồi nó nói ăn ở không, không rồi không làm gì hết. Đó, rồi nó đánh con nó. Nó mượn con nó đánh rồi nó chửi tôi với bà đó, thầy ơi. Tôi nói không được rồi bà ơi. Rồi nửa đêm tôi với bà đi qua nhà con gái ở.
thấy con dâu đối xử vậy, sợ vợ chồng nó không có vui. Tôi qua nhà vợ chồng con nhỏ thứ ba, cũng một hai ngày đầu không sao hết, tới ngày thứ ba, thứ tư, thằng rể nó nhậu say về, nó chửi bới tùm lum hết. Thì tôi cũng lên tiếng, tôi la, tôi nói sao mà mày cứ ăn nhậu hoài, để vợ chồng, để con cái của mày nó khổ vậy. Bộ mày không muốn con của mày nó hạnh phúc sao? Nó quay qua nó hỏi tôi, bây giờ tía má có muốn vợ tôi hạnh phúc không? Tôi đâu có biết đâu, tôi nói muốn chứ sao không muốn, con cái mà sao tao không muốn được. Bây giờ tía má mà muốn cho vợ tôi hạnh phúc thì tía má dọn đồ ra khỏi nhà tôi đi. Rồi thôi tôi với bà tiếp tục lên đường đi luôn. Dài dài tôi thấy bà khóc, rồi tôi mới nói thôi bà ơi đừng có khóc, hồi xưa mình nuôi tụi nó được mà. Tôi với bà nuôi ba bốn đứa được mà, bây giờ không lẽ tôi với bà tự nuôi nhau không được sao? Rồi tôi và bà nhà tôi đi bán giấy số đó thầy ơi. Cha và mẹ là một cái gì tuyệt vời, cho con của mình nhiều thứ lắm, nhưng mà cuối cùng rồi không cần nó lấy lại, không cần xin lại cái gì ở tụi nhỏ hết. Thầy mong rằng tất cả tụi con ngồi trong đây và ngồi tất cả những giảng đường ngoài kia, hãy cố gắng làm những đứa con tuyệt vời nhất. Hãy từ quần pháp mà xứng đáng thành những đứa con tuyệt vời nhất. Được không các con? Tụi con ngồi trong chùa Hoằng Pháp, tụi con vỗ tay, nhưng cha mẹ của tụi con ở nhà rất là mừng các con à. Các con ơi, cúng dường cho cha mẹ mình một nụ cười là cúng dường 15 phút tuổi thọ rồi đó các con. Cúng dường một nụ cười thôi là tụi con đã cúng dường 15 phút tuổi thọ rồi. Đừng có bao giờ đợi tới cha mẹ mình bị bệnh, nằm trong bệnh viện rồi bác sĩ cho thở oxy, rồi bắt đầu có bác sĩ thực là đút cái ống vào trong bao tử, bơm thức ăn vô. Đừng có đợi đến lúc đó rồi tụi con chạy vô chùa, tụi con quỳ, tụi con khấn, tụi con nguyện. Con đem 5 năm tuổi thọ con cúng dường cho cha, cúng dường cho mẹ. Hoặc là con chết sớm đi để mà cho cha mẹ con sống lâu. Không kịp đâu các con à. Không có ông Phật nào mà lấy tuổi thọ của người này để gắn qua tuổi thọ của người kia hết. Chỉ có tự cụi con cho cha mẹ mình thôi. Tụi con không cho cha mẹ mình nguyên một năm tuổi thọ, nhưng mà mỗi một ngày tụi con cúng dường 15 phút tuổi thọ bằng nụ cười của cha mẹ. Hiểu không các con? Các con nói một câu cha mẹ mình cười, các con làm một việc mà cha mẹ mình vui là tụi con đã cúng dường 15 phút tuổi thọ cho cha mẹ mình rồi. Có như vậy đó thì tụi con mới có thể nói rằng là đáp đền công ơn trong muôn một đó. Hiểu không? Có một lần Tôn giả A Nan bạch Đức Thế Tôn rằng là, bạch Đức Thế Tôn ngài nói rằng là dĩ có người ân sâu dốc trả cổng mẹ cha, tất cả hai vai giáp vòng hòn núi tu di trải trăm ngàn kiếp, ơn kia chưa đền. Vậy thì cái ơn của cha của mẹ làm sao con có thể đền được, và làm sao con có thể ghi lại được? Đức Phật nói, này A Nan, đem hết tất cả đại địa này làm giấy, tất cả sông ngòi biển cả này đó làm mực, tất cả gom hết rừng cây này làm cây bút, cũng không bao giờ viết hết được, ghi hết được ân đức sanh thành của cha và mẹ đâu. Tụi con thấy nó lớn không? Nhưng mà Đức Phật nói, nhưng mà nếu có thể viết được thì người này phải dám làm một chuyện như thế này mới viết được hết công ơn sanh thành của cha và mẹ, ghi lại được hết công ơn sanh thành của cha và mẹ. A Nan nói, bạch Đức Thế Tôn, làm bằng cách nào bạch Đức Thế Tôn? Đức Phật mới nói, nếu có một người dám lột da của mình ra làm giấy, chẻ xương của mình ra làm bút, lấy máu của mình ra làm mực, thì người đó mới có thể ghi lại hết công ơn sanh thành dưỡng dục của cha và mẹ. Trong Hoằng Pháp có đứa con nào dám lột da của mình làm giấy không? Lám chẻ xương của mình ra làm bút, lấy máu của mình làm mực không? Có không các con? Không dám. Ở đây Đức Phật không kêu mình lấy da của mình làm giấy, lấy máu làm mực, lấy xương làm bút đâu các con à. Mà Đức Phật muốn nói đứa con nào mà thương cha mẹ mình từ ngoài da cho đến trong xương, trong thịt, trong máu, trong tủy, thì người đó mới có thể nhớ hết được công ơn sanh thành của cha và mẹ. Còn tụi con ngồi trong đây, thầy nói cao tay lắm, tụi con hời hợt bên ánh mắt của bên ngoài, tụi con hời hợt cái niềm vui thôi.
tụi con thi mà tụi con xin tiền mà cha mẹ móc tiền cho thì tụi con ôm mẹ và nói mẹ dễ thương quá, cho tiền mới thấy mẹ dễ thương, còn không cho tiền thì mẹ con hận mẹ lắm, con ghét mẹ lắm, thí dụ vậy. Cho nên tụi con ơi, tụi con cho mẹ của tụi con một nụ cười, nhưng mà tụi con phải trao đổi bằng tiền bạc, bằng quần áo, bằng vật dụng, cho một điện thoại tốt, tụi con mới cho cha mẹ được một nụ cười, cho bộ đồ mới cho cha mẹ được một nụ cười. Tụi con trao đổi không mà, chứ chưa bao giờ tụi con dám hy sinh như cha mẹ đã từng hy sinh cho các con. Đó, cho nên rồi đó, ngồi trong đạo tràng ở đây, thầy mong rằng đó hen, cố gắng làm sao ngày mai, ngày mốt, bữa kia khi về gặp cha mẹ, đừng bao giờ như thế nữa. Hãy tặng cho cha mẹ mình bằng một nụ cười thiêng liêng đi các con, để cha mẹ mình có thể sống gần mình thêm những khoảng đời còn lại nữa. Đừng như vậy nữa các con, để một ngày nào đó đó các con ơi, tự dưng rồi cái bắt đầu mình trở về nhà sao mà thấy nó trống vắng quá, không có ai la rầy mình nữa. Ủa sao đâu mất tiêu rồi, sao không còn âm thanh ngày xưa. Lúc bấy giờ mình nhìn lên bàn thờ thì bố mẹ mình đã ở trên đó rồi. Bây giờ cha mẹ mình còn rầy mình thì mình còn buồn, còn bực, còn bỏ lại nhà bạn bè chơi. Nhưng mà mình đâu có biết rằng một ngày nào đó mình không còn những âm thanh rầy la đó nữa, tức là mình đã mất đi ân tình của cha và mẹ rồi. Cho nên mình còn được cha mẹ rầy, mình còn được cha mẹ mình la mắng, tức là chúng ta vẫn còn hạnh phúc đó các con à. Hạnh phúc tuyệt vời lắm, bởi vì ta vẫn còn cha, ta vẫn còn mẹ. Hiểu không? Chứ nếu một ngày nào đó đó, rồi á, bây giờ cha mẹ mình còn khỏe mạnh, còn đi tới đi lui, mình không nói một lời nói yêu thương, để một ngày nào đó cha mẹ mình nằm dài trên giường bệnh, không nói được, không có nhúc nhích được, không ai mà tự ăn uống được đó. Lúc bây giờ mình lỡ mình nói, mình ôm, mình khóc, mình la, đâu có ý nghĩa gì nữa đâu các con. Hiểu không? Cho nên thầy mong tụi con phải cố gắng làm sao giữ dưỡng ân tình này với cha và mẹ của mình một cách tuyệt vời nhất. Cha và mẹ mình là Phật đó tụi con à. Cho nên đó, về phải nhớ trong đầu của mình, xin một phút cho con ôm thật chặt. Mẹ mẹ ơi, Đức Phật của con ơi, con vòng tay con đứng giữa đất trời, nguyện giữ mãi đôi môi cười của mẹ. Xin một phút con ôm cha thật nhẹ, ôi tình cha lặng lẽ vốn không lời. Ôi tình cha Đức Phật giữa trần đời, con quỳ xuống vạn ngàn lời xin lỗi. Hiểu không các con? Để cho tất cả chúng ta được thanh thản nhẹ nhàng đi các con à. Đó. Có một thằng bé đó, mẹ nó chết sớm rồi các con. Ba nó làm lụng cực khổ vất vả, bố mẹ nó đứng nhìn con nó làm cái gì, xong nó để lên đầu. Rồi sau khi chào ba mẹ đi học, bước chân ra khỏi cái cổng nhà, để lên đầu đi tới trường. Rồi từ trường đi về, nó cũng để bàn tay lên đầu, đi về tới nhà, nó mới chào cha mẹ nó. Bố mẹ lấy làm lạ lắm, mà cái hỏi nó, sao mà đi học mà để tay lên đầu gì hoài vậy? Nó nói, trước khi đi học, con nhìn trong lòng bàn tay, con thấy bàn tay của con nó còn có máu trong đó, tức là còn có bóng dáng của cha mẹ còn trong đây. Con để bàn tay lên đầu, có nghĩa là từ nhà tới trường, luôn luôn lúc nào cũng có cha và mẹ che chở cho con. Từ trường đi về nhà, con để tay lên đầu, để cha và mẹ cũng mãi mãi che chở cho con. Tụi con ơi, mới có 9 tuổi mà lúc nào nó cũng để ý, và lúc nào nó cũng muốn rằng cha mẹ nó mãi mãi ở trên đầu của nó. Còn tụi con ơi, tất cả chúng ta có đôi khi chúng ta lớn lên mà chúng ta xô cha mẹ mình ra khỏi cuộc đời của chúng ta, xô cha mẹ mình ra khỏi suy nghĩ của chúng ta, và xô cha mẹ mình ra khỏi trái tim yêu thương của chúng ta luôn đó. Ở đây thầy nói thiệt, tất cả chúng ta không dám nói hết, nhưng mà tụi con ơi, có những đứa đó, nó không muốn cha mẹ nó can dự vào trong cuộc sống của nó. Tôi lớn rồi, tôi hiểu rồi, tôi biết rồi, bà đừng có xen vô, ông đừng có nói nhiều, ví dụ vậy. Con trai cũng như con gái, không muốn cha mẹ mình xen vào trong cuộc đời của mình, trong những suy tư của mình như vậy. Thì tụi con đã xô cha mẹ mình ra ngoài rồi đó, trái tim của mình không còn mà nhịp đập của cha mẹ. Cho nên tụi con ơi, cha đã tặng cho chúng ta phân nửa khối óc của tình cha, còn mẹ tặng cho chúng ta phân nửa trái tim của mẹ, và chính nửa cái khối óc của cha mà tụi con mới trở thành những học sinh tiên tiến. Chính nửa khối óc của cha cho tụi con mà tụi con mới có thể nói rằng là đứng giữa cuộc đời
lỡ có vấp ngã, vội vàng đứng lên nhờ phân nửa khối óc của tình cha. Tụi con nhờ phân nửa trái tim của mẹ, bởi vì nhờ nửa trái tim này mà tụi con mới biết khóc, mới biết cười. Nhờ phân nửa trái tim của tình mẹ, tụi con mới biết đi học, biết nghe lời thầy cô. Nửa trái tim này con mới biết yêu thương tất cả những mảnh đời bất hạnh. Thấy không? Cho nên trong người của tụi con, khối óc còn là cha còn, trái tim còn là mẹ còn. Cho nên thầy mong rằng trong giờ phút thật là thiêng liêng hôm nay, toàn thể khóa sinh của chúng ta nói riêng thôi nha, nhưng mà thầy cũng mong rằng gửi cái thông điệp này cho tất cả mọi người trên thế giới này, trong giờ phút trang nghiêm long trọng này, tụi con hãy đem tình cha lên tầng cao của khối óc để mãi mãi chúng con cô tôn thờ. Và tụi con phải mở cửa trái tim của mình để cho mẹ của mình được ngủ ở trong đó. Mãi mãi tôn thờ cha, mãi mãi cho mẹ ngủ yên trong trái tim của mình. Có như vậy thì tụi con mới xứng đáng làm người được tri ân báo ân, phong quang hòa nhã, tri ân bất báo thị phi nhân giả. Con nhớ ơn cha, nhớ ơn mẹ thì con mới xứng đáng làm người trời quang mây tạnh. Còn con không có nhớ ơn cha, không nhớ ơn mẹ là một đứa con bất hiếu thì thị phi nhân giả, không xứng đáng làm người đâu các con à. Cha dắt con đi giữa đất trời, tình cha vẫn thế chẳng hề vơi. Cha trao sức sống từ tim não, chắp cánh cho con giữa cuộc đời. Mẹ dắt con đi giữa cõi lòng, mẹ dìu chân bước giữa mênh mông. Mẹ trao sức sống từ tim mẹ, để trái tim con trổ nụ hồng. Các con thấy không? Cha cho mình một đôi cánh để cho chúng ta bay vào giữa tương lai tuyệt vời nhất. Còn mẹ tặng cho chúng ta một trái tim của mẹ để trái tim đó biến thành một nụ hồng trong cuộc đời này đó các con à. Cho nên con trai, tụi con sẽ nhận ở tình cha một đôi cánh thiên thần để tụi con bay vào giữa tương lai bất tận. Còn con gái nhận ở trái tim của mẹ mình một nụ hồng để tụi con trở thành tất cả những một con người hoàn hảo, trở thành những bông sen ưu tú nhất trong hoằng pháp này nghe các con. Cho nên tất cả chúng ta là những đứa con có mặt ở trên cuộc đời này, chúng ta có một cái nhiệm vụ thiêng liêng nhất là đừng bao giờ lãng quên. Thầy nhắc lại, trong cuộc đời của chúng ta có những điều cần phải nhớ. Điều nhớ thứ nhất là gì? Điều nhớ thứ nhất thầy nhắc lại cho tất cả khóa sinh trong hoằng pháp. Điều thứ nhất nên nhớ, khi con lớn thì mẹ đã già, bàn tay đó có còn cho mẹ nắm. Con có biết không, mẹ thương con nhiều lắm. Khi con cười dù đang khóc mẹ cũng vui. Mai con lớn, con còn có ngủ vui như hiện tại giờ đây đang hồn nhiên bên mẹ. Mai con lớn đường trần muôn lối rẽ, dù rẽ lối nào mẹ vẫn ở mãi bên con. Đây là điều nhớ thứ nhất. Điều nhớ thứ hai, cha là Phật giữa đồng trưa, mẹ là Phật giữa nắng mưa tảo tần. Cha là Phật giữa đường trần, mẹ là Phật giữa dạng lần ngược xuôi. Điều nhớ thứ ba là gì các con? Điều nhớ thứ ba là xin một phút cho con ôm thật chặt. Mẹ mẹ ơi, Đức Phật của con ơi, con vòng tay con đứng giữa đất trời, nguyện giữ mãi đôi môi cười của mẹ. Xin một phút con ôm cha thật nhẹ, ôi tình cha lặng lẽ vốn không lời. Ôi tình cha Đức Phật giữa trần đời, con quỳ xuống vạn ngàn lời xin lỗi. Và cái điều nhớ cuối cùng là gì? Cha dắt con đi giữa đất trời, tình cha vẫn thế chẳng hề vơi. Cha trao sức sống từ tim não, chắp cánh cho con giữa cuộc đời. Mẹ dắt con đi giữa cõi lòng, mẹ dìu chân bước giữa mênh mông. Mẹ trao sức sống từ tim mẹ, để trái tim con trổ nụ hồng. Đó là tất cả những điều mà toàn thể khóa sinh của chúng ta cần phải khắc cốt ghi tâm, cần phải nhớ trong lòng, và mãi mãi trăng thu ai nỡ lãng quên nghe các con. Phải cố gắng như vậy. Đừng bao giờ quên lãng ánh trăng thu trong cuộc đời của chúng ta, bởi vì tình cha và tình mẹ là ánh trăng thu tuyệt vời nhất đó các con à. Cho nên chúng ta phải cố gắng làm sao gìn giữ, luôn luôn lúc nào cũng trân trọng, luôn luôn lúc nào cũng phải nhớ hoài về ánh trăng thu. Ánh trăng là tượng trưng cho tình mẹ, mặt trời là tượng trưng cho tình cha. Nhưng mà hôm nay tình cha và tình mẹ được gom lại thành một ánh trăng, ánh trăng của mùa thu. Ánh trăng là tượng trưng cho nguồn sáng thiêng liêng nhất. Tình cha là cả mênh mông,
là muôn vạn sáng trong lòng chúng con, tình mẹ là ánh trăng tròn cho con soi bước lối mòn tương lai. Cho nên cha và mẹ mình tuyệt vời như vậy đó các con à. Hãy cố gắng đừng bao giờ để cho tình cha tình mẹ mình trở thành quên lãng nghe các con. Mẹ hiền điệp khúc bản tình ca. Lòng mẹ bao la suối nguồn xa, ôm ấp con thơ bầu sữa mát. Ầu ơ con ngủ tháng ngày qua, nhớ lúc mưa xa gió trở trời. Con đau tình mẹ suối nguồn vơi, con ho ngực mẹ tan tành cả. Con nóng mẹ hừng lửa nước sôi, nhớ lúc đi xa con vắng nhà. Mẹ hiền mỗi mắt ngóng tinh xa, mẹ ơi sự nghiệp đa đoan quá, chưa kịp về thăm mẹ tuổi già. Đến lúc về bên cạnh mẹ già là ngày mẹ đã vĩnh viễn đi xa. Dù cho có khóc nghìn muôn bận cũng phải đành thôi mất mẹ già. Điệp khúc mẹ thương con đang ca, qua tình rộ nở giữa rừng hoa. Tình ca nhớ mẹ con đang hát, mẹ kính yêu ơi lượng hải hà. Đó là một bài thơ ân tình nhất trong cuộc đời đó nghe các con. Các con ơi, cha và mẹ là như vậy. Cho dù chúng ta nói hết cả một cuộc đời, chúng ta cũng không bao giờ diễn tả nổi đâu các con. Một tiếng đồng hồ trôi qua, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Nếu các con cảm nhận được thì tự nó cảm nhận. Có thể giờ phút này đây bao giọt nhớ còn đọng đầy bên khóe mắt, những giọt thương mặn cả bờ môi. Sự cảm xúc của chúng con chính là chứng minh rằng lòng của chúng con đã nói lên tất cả những nỗi niềm của một đứa con xa nhà. Thầy mong rằng tất cả chúng con hãy biến những giọt nước mắt long lanh của mình thành những hạt kim cương lóng lánh. Tại chùa Hoằng Pháp, nước mắt của con tụi con long lanh, nhưng mà về nhà rồi hãy đem sự long lanh thành lóng lánh này để cúng dường cho cha và mẹ nghe các con. Hãy cố gắng lên, đừng bao giờ để cho cha mẹ của mình phải đau phải buồn nữa các con à. Thật sự ra mùa Du Lan người ta hay lấy tháng 7 bởi vì nó là tượng trưng cho mùa thu, là mùa buồn nhất trong năm. Nhưng mà cha và mẹ của mình không phải chỉ là mùa thu Du Lan, không phải là tháng 7 Du Lan, không phải 30 ngày của Du Lan. Mà mùa của cha mẹ là mùa cả một cuộc đời. Du Lan không phải chỉ là tụng ngay tháng 7. Tụi con nên nhớ như vậy, ngày tụi con mới mở mắt chào đời, ngày đó tụi con đã khai kinh Du Lan đó. Chừng nào tụi con chết, tụi con mới có quyền quờn kinh Du Lan. Hiểu chưa? Tụi con cúng dường cho cha mẹ tụi con một nụ cười, một niềm vui là tụi con đang thọ trì kinh Du Lan. Tụi con làm cho cha mẹ tụi con khóc, làm cho cha mẹ tụi con buồn, quỷ. Các con ơi, tụi con đang xé nát kinh Du Lan rồi đó. Hiểu chưa? Cho nên không phải ngồi là một thở nọ thế tôn an trụ xá dễ thành kỳ thủ viên trung, không phải trì kinh Du Lan như vậy. Mà trì kinh Du Lan là cúng dường nụ cười cho mẹ, cúng dường nụ cười cho cha, đem lại niềm vui cho cha, đem lại niềm vui cho mẹ là chúng ta đang thọ trì kinh Du Lan. Còn làm cho cha mẹ mình buồn, quên ơn cha mẹ mình, hận cha mẹ, ghét cha mẹ, đủ thứ về cha mẹ hết là xé nát kinh Du Lan rồi đó. Cho nên thầy mong rằng tụi con phải làm sao cố gắng đối với ân tình của cha mẹ mãi mãi tuyệt vời. Hiểu chưa các con? Đừng để một ngày nào đó đó con quỷ vô thường đó nó tước đoạt trên tay của tụi con những tấm chân tình thiêng liêng bất tận nhất đó. Lúc bấy giờ tụi con khóc trong ân hận. Bây giờ đó cha và mẹ còn ở sát bên mình, tụi con vẫn tưởng rằng cha và mẹ cứ trẻ hoài vậy sao? Thầy nói cho tụi con nghe, cha và mẹ của mình phải già nua theo năm tháng thôi, chứ đâu phải sống cạnh mình hoài được đâu. Mỗi một ngày cha mẹ mình thức dậy, con quỷ vô thường nó bước gần cha mẹ mình một bước rồi các con à. Tụi con không để ý cha mẹ, không thương cha mẹ, rồi một ngày nào đó con quỷ vô thường nó đến đầu giường, nó nói rằng là ông bố ơi tới giờ đi, bà mẹ ơi tới giờ đi. Nó kêu tên cái bố mẹ mình ra đi. Lúc bấy giờ mình giật mình trong ân hận. Thì bây giờ tụi con sống với cha mẹ mình ngày nào thì tụi con mừng ngày đó. Sáng thức dậy
giật mình mở mắt còn sống. Con cảm ơn cuộc đời đã cho con gần cha gần mẹ của con thêm một ngày nữa. Hiểu chưa các con? Vừa ngủ thức dậy thôi, mở mắt giật mình, thức dậy, mở mắt lên, chắp tay lại liền: con cảm ơn cuộc đời cho con sống thêm được một ngày nữa để con gần cha và gần mẹ của con, để con cúng dường cho cha con một nụ cười, để con cúng dường cho mẹ con một niềm vui. Tụi con hãy nói như vậy đi tụi con à. Được không? Làm như vậy được không? Dễ không? Đâu có khó phải không các con? Hãy cố gắng lên để cuộc đời của mình nó trở nên hoàn hảo, để bước đường đi của mình luôn luôn lúc nào cũng trổ đầy hoa nghe các con. Hoa đây là gì? Hoa yêu thương. Hoa đây là gì? Hoa hiếu thảo. Cuộc đời của Đức Phật cũng vậy, trải đầy hoa yêu thương và hoa hiếu thảo. Khi vua Tịnh Phạn Vương bệnh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lội bộ đi về, ôm bình bát đi về, ngồi trên đầu pha từng chén thuốc, đúc từng mũi thuốc, muỗng thuốc cho Tịnh Phạn Vương uống, thuyết pháp cho vua Tịnh Phạn nghe. Cuối cùng rồi chứng được quả A Na Hàm trước khi Tịnh Phạn viên tịch. Khi mà vua Tịnh Phạn mất rồi thì chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người đã khiêng cái quan tài của Tịnh Phạn Vương. Đó là tình hiếu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đối với cha mình. Các con thấy không, cỡ thành Phật cũng có hiếu mà. Thầy nói thiệt với tụi con, nó ngồi trong đây nè, hay là các thầy mặc áo trảo hậu hậu vàng như thế này nè các con. Nếu mà không thành Phật là một, nếu mà không phải thành được A-la-hán như tôn giả Mục Kiền Liên thì các thầy ở đây cũng thành tội đồ thiên cổ luôn con. Cũng là những đứa con bất hiếu, hiểu không các con? Cho nên ở đây không phải riêng tụi con đâu, mà các thầy luôn nữa. Nếu mà mình không luôn nhớ đến cha, không luôn nhớ đến mẹ, không đem ân tình mà của cha và mẹ để mà để lên đỉnh đầu, không đem ân tình của cha và mẹ để sâu vào trong trái tim của mình, thì quý Phật tử ơi, các thầy cũng là những tội đồ thiên cổ đó, hiểu chưa? Cho nên các con phải cố gắng nha. Thầy thấy rồi đó, ngồi trên đây nhìn xuống thấy đứa nào đứa nấy, con mắt thì chảy nước mắt mà cái miệng thì nở nụ cười, nó mới chuyện là lạ chứ. Hiểu không? Hoa sen là vậy đó con. Khóc thì một bên mà cười thì một nẻo, hiểu không? Tức là tụi con khóc vì tụi con nhớ cha và nhớ mẹ. Còn tụi con cười là gì? Thơ giờ phút này con mới hiểu được cha và mẹ còn ở mãi trong con. Cho nên con cười, con vui thôi chứ có gì đâu. Cho nên chúng ta là những hoa sen, chúng ta có quyền ở trên thì nước mắt rơi, ở dưới miệng vẫn nở nụ cười. Đó là ân tình của cha và mẹ đó các con à. Ngộ lắm, mẹ mình cười mà khóc mới ghê chứ. Cho nên mẹ là cái gì các con biết không? Mẹ cười, mẹ khóc khi mẹ hạnh phúc. Lạ lùng vậy đó. Mẹ khóc khi mẹ hạnh phúc. Mẹ nhìn thấy con của mẹ càng ngày càng lớn, càng ngày càng đẹp, càng kháo khỉnh, mẹ khóc vì mẹ hạnh phúc. Mẹ nghe con thi đậu, mẹ khóc, mẹ hạnh phúc. Nhưng mà các con ơi, mẹ con ca và mẹ con cười khi mẹ con đối đầu với nguy hiểm, khi bảo vệ tụi con thì mẹ con mới hát, mẹ con mới cười. Hiểu không? Cho nên mẹ mình lạ lùng như vậy đó các con à. Chứ không phải là mẹ mình khác đâu. Mẹ mình là những cái vị thiên thần bất tận và lạ lùng nhất luôn đó các con. Cho nên thầy mong tụi con cố gắng nghe trong cái chùa Hoằng Pháp của chúng ta nè. Bữa nay đáng lẽ đúng một tiếng đồng hồ thì thầy ngưng, nhưng mà thầy gán thầy nói thêm 5-10 phút nữa thử coi coi tụi con có còn nhúc nhích hay không. Mới nói thêm có 5 phút là nhúc nhích sạch hết rồi. Mình phải cố gắng làm sao mà mình dặn cái đồng hồ sinh học của mình đúng 60 phút, nhưng mà bây giờ nó lên 66 phút thì ngồi yên thêm chút đi, làm gì phải nhúc nhích dữ vậy, phải không? Hãy cúng dường cho cha mẹ mình nghe các con. Nói chung là như vậy. Cái đề tài trăng thu ai nỡ lãng quên, tức là thầy muốn nhắc nhở đến tất cả các con nói riêng và tất cả mọi người nói chung, và kể cả thầy luôn nữa. Đừng bao giờ quên lãng tất cả ân tình của cha, ân tình của mẹ. Và thôi, thời gian nó có hạn, thì trước khi dứt lời, thầy kính chúc cho toàn thể các con, các khóa sinh
trong cái khóa tu mùa hè 2023 này, hơn 3.000 khóa sinh của chúng ta, điều thứ nhất phải là những cái đóa hoa sen tuyệt vời nhất. Và điều thứ hai nữa, tụi con phải cố gắng cúng dường lên cho cha mẹ mình nụ cười và niềm vui, để cha mẹ mình có thể kéo dài thêm tuổi thọ của cha và mẹ sống gần bên cạnh chúng ta trong những tháng ngày còn lại. Và cầu chúc cho toàn thể khóa sinh của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có những cái niềm vui, luôn luôn lúc nào cũng có một cái tinh thần mãnh liệt. Và tất cả những cái gì mà tụi con có thể nói rằng là tụi con khắc phục được, tụi con tự hoàn hảo lấy mình được đó, tụi con trở thành những cái đóa hoa ưu tú nhất trong cái khóa tu mùa hè này. Mong rằng tụi con phải cúng dường lên cho hai ông Phật, Phật cha và Phật mẹ của mình. Và kính bạch Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hoằng Pháp, chúng con cũng xin cầu chúc cho Hòa Thượng đầy đủ niềm vui, đầy đủ sức khỏe và đầy đủ nụ cười để có thể lèo lái con thuyền Hoằng Pháp này, đưa tất cả các nam nữ Phật tử và các khóa sinh của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bình an trên bến bờ bình yên của Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.